Tin mừng theo Thánh Luca. Con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Làm điều tốt giúp người. Theo thông tin trên mạng, Lộc Vân Anh ở Long An là con gái ông chủ sản xuất phụ tùng xe máy tại Sài Gòn. Khi công ty gia đình phá sản, chị đã phải bỏ học giữa chừng để bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thế nhưng chị vẫn theo chân các đoàn từ thiện đến với người nghèo, vì tin rằng có nhiều người vẫn còn nghèo khổ và cần được giúp đỡ hơn mình. Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ bài học về sự chia sẻ. Tội của ông phú hộ không phải vì ông giàu có, mà là vì ông có cơ hội giúp đỡ cho anh Lazaro, nhưng ông đã không làm. Sự giàu có tự nó không phải là điều xấu, nhưng nó dễ có nguy cơ khiến con người khép kín tâm hồn đối với tha nhân. Sống trong cảnh giàu sang, người ta dễ quên đi những người nghèo khổ đang ở xung quanh mình. Có cơ hội, có phương tiện mà không làm việc lành việc thiện để tỏ lòng mến Chúa yêu người, thì làm sao được vào nước trời nơi chỉ còn lòng mến tồn tại? Lạy Chúa, thế giới còn nhiều người đói nghèo vì chúng con cứ khư khư giữ cho riêng mình mà không chia sẻ. Xin dạy chúng con biết sống sẻ chia.